Ơi, nhiều dữ anh Lùng, tính ra nhiều dữ, nay tính giờ tính đâu chuyện chục con. lộn lộn luồn Như mấy con này mà mình có muốn nuôi là nuôi cũng được hết rồi. Phải có cái để cho nó. Bình thường là anh này mình mấy ngày mình mới dở một lần chứ năm. Mỗi bữa mỗi dở chứ. Tại mắc đi đám rồi bỏ. Dạ. Đám là đi đổ, khi cô Năm nó nói hô, phải nói là mình đây cũng quý báo luôn, là lúc cá chạy nhiều đó nha. Dạ. Không đi đổ đem vô hả? Cùng lên cô Năm khi tới xế đổ. Như này là năm nào nước nổi mình cũng làm hả cô Năm? Rồi như mình ở nhà cái mình có làm này cũng vui, giống như vận động. Dạ. Ba đứa nhỏ dưới cá này nó mê lắm. Dạ. Chứ giờ con Năm thấy mấy cá thiên nhiên này giờ hiếm rồi. Hiếm lắm. Đi xuống dưới cho nhỏ bán thịt heo chuyện dài tám gram gì, cá rồng cá trời cái trầu rồi. Dạ. cái to lợi cụ mấy ký da quanh qua đó. Dạ. Da quanh là hả, tối hôm qua hả cô Năm? Ờ, tối có ở dưới nó nói cá đó, nhiều khi nó mua cả trăm mấy ký mà nhiều khi không có nữa cô Năm. Như con thấy ở bên chợ bờ mía mình đây, sáng cô Năm đi cỡ tầm 7 giờ hết cá. Với lại cái nguồn mà cá giờ ta cung cấp về Sài Gòn á, như con thấy ở mấy cái chỗ mà người ta thu mua, người ta chở xe tải đi rồi mình đây nhiều khi không có luôn. À, đúng rồi. Bữa nay không biết qua bờ được không ạ? À? Được. Mình được mấy cái lờ chú Năm? 5 cái. Rồi mình làm gì chắc cũng ở bên ruộng mình không hả? Ra ruộng ta đó. Dạ. Năm nào cũng đặt giờ mình cũng có bị ông đó ông đi làm hộ. Dạ. Như thấy ở trong cánh đồng này hiện tại chắc phải hơn chục cái rồi. Lũng không? Từ từ đi. Dập rong hết à. Quá trời rong nó vô đây nó đóng về cá ít chạy. Cái cá chạch giờ ở ngoài chợ bán nhiều tiền hơn cá lóc á cô Năm. Bữa bên chợ con mua mấy con cá bự bự là 150 ngàn ký á,
còn mấy cá nhỏ nó mắc hơn con năm, nó ngộ quá ăn cá chạch nhỏ. Lũ rồi. À, có cá chạch con thấy cũng mấy con ha chú năm. Ừ. Dạ được mấy con cá chạch. Dạ thấy câu năm. Như bình thường sáng nào rồi cô Năm cũng bơi đang cho chú Năm đi đổ vớ. Ra làm gì làm mà hãy có cô Năm nữa vui ha chú Năm ha. Có cua nữa. Ôi cua cũng hà luôn. Cua ốc. Dạ. Dạ có nhiều lắm cô Năm. Đầm đó mà hơi đặt xuống ghê là đêm nó đổ. Đổ trộm. Dạ. Nhưng mà ở đây mà chắc lạ quá chú Năm chứ còn quen ai đâu đổ. Lạ. Mới là ở đây mình giống như của ai người ta cũng có ráo rồi, ta cũng đâu có dở của mình. Cái ốc bu vàng này con nhớ hồi đó đi học cái bạn bè nó xin trứng gì nuôi, rồi bây giờ quá trời nuôi gì nổi, còn việc nữa. Dạ. Cái này nó dễ sinh sản. Rồi con Năm nói cái rong này hả con Năm? Con cái rong. Cái rong nhất này. Làm mà sao nó hạ con Năm là nước giật bớt hay sao con Năm? Dạ. Con này quá chừng. Vậy là ở trên đây hồi đó là quê hương của chú Năm. Dạ. Dạ. Cái này mình đi dở vậy mà có cái mình mới vui ha. Ôi. Này à, thiên nhiên ban tặng. Đá xuống đây sao nó chết con tay. Rồng. Nhiều không chú Năm? Chết bọn. Giống như cái đầu đó là nó bị chìm dưới nước, nó không có oxy thở ha chú Năm. Nè. Ôi quá chừng luôn. Ừ. Ôi. Con rồng cũng lớn. Ôi như đây nhiều quá chừng luôn. Ở như đây chắc đầu cả ký à. Dạ. Một bầy á hả cô Năm? Một bầy á. Vô là cái ký tư. Mà vô một cái dến luôn. Dạ. Dến ngay chỗ gần nhà đó. Dến gần nhà đó. Ra thổ. Vậy là con cá đó nó cũng lớn hả con Năm, con cá rồng rồng đó. À, thì bằng của ăn vậy đó. Dạ. Mà chú biết không, trước đó nó có chạy hết là cái trăm trăm, cái dân đó. Rồi dạ. Là như là bữa chứ hay cái nó đi chơi vòng vòng, cái nó đảo lại dừng là nó chạy nữa. Dạ. Bộ ghê nó cái góc đó là nhưng mà bình thường là mấy con rồng rồng đó là dắt con cá lóc mẹ đi hay là con cá lóc mẹ dắt mấy con nhỏ hả cô Năm? Dạ. Ôi, quá chừng. Nó tính ra vậy là ngon lành ha chú Nam ha. Ừ. Mình còn ba cái mà được y như vậy nữa là thôi về hàng hà luôn rồi. Thường khi đổ thấy rầu nó đổ con miếng. Vậy mai mốt chắc để ba bữa rồi và đổ bữa. Dạ. Nhưng mà để ba bữa vậy mình sợ nó mấy con mà nó nằm ở khúc giữa nó chết đó chú Nam. Chết. Dạ. Dạ. Đổ ra rồi một rổ, cái rổ bự đó đó. Dạ. Nó nằm ở dưới một khúc rổ luôn.
cái còn cá kia, cá những cá này kia nữa đó. Dạ. Nhỏ cháo mà nó thầu trong cái bát nè, nó ra nó lựa phụ, nghe cá nó vô nó lựa phụ. Nhưng mình đặt thì có khi nào mà mình được cá lóc không chú Nam? Có chứ. Mấy năm trước đặt cá lóc nó vô. Chỉ đặt ở dưới rạch cá lóc cá trê vô thì nó vô cá trê gần 3 kg. Dạ. Cá trê mà nó vô cái giấm mà nó quay đầu được. Một con mà 3 kg hả chú Nam? Dạ. Dạ. À, ngay kinh ở trước nhà mình hả cô? À, trước nhà đó. Mình được cái này là hai cái đó luôn không cô Năm? Dạ. Chứ mình đặt hết á, bà con người ta không có chỗ đặt. Như đám ruộng bển là của nhà được mẫu không chú Năm? Mẫu. Mẫu mà luôn đất nền nó không mẫu quá, nửa công. Từ đó khổ con chết. Dạ. Đó khổ con chết rồi cái đi về đây mà nhìn đó nhìn khác. Mình có bữa có ăn, còn bữa thì ăn mì. Ăn mì rau và lên phát. Dạ. Lên hồi đó có mình. Dạ, hồi đó là chú Năm về đây trước rồi mới cô Năm mới theo ở sau ha. Ở dưới mà cũng đi bán nuôi mấy nhỏ. Dạ. Còn ở trên này chú tự đi làm cho người ta. Dạ. Đặng mua gạo ăn. Vú vô đống cỏ đó. Dạ. Cái bữa sau, trưa bữa sau lên ăn. Như mấy rồng này là nó ở trong sình hả cô Năm? Trong sình nó mới ra mấy này hả? Nó tro xanh đó. Tro hồi mình nốt rơm đó. Dạ. Nốt rơm nó thành tro cái nó lên meo nó thành rồng. Có mấy cái sạc như cua không? Dạ, hình như nãy giờ cũng thấy giếng nào cũng có cua chứ không? Này sao không có lương không biết. Lương. Cái này nãy giờ không thấy lương ha chú này. Ừ. Với lượng cuối mùa nó cũng chạy nhiều nữa, nó kiếm đường nó xuống đó. Lương nó chặt bán có tiền. Dạ.
Dạ. Rồi, còn thấy có mớ đường nữa hả cô Năm? Mớ đường gì? Mớ cạch đạch. Tính ra nhờ cái giớn này gần nhà có lương nên mừng ha chú Năm. Giống như ở trong mấy cái dũng rồi nó ra nhiều. Ở cái bờ đó nè. Dạ. Bờ đó nó lương bự bự ra. Tại bển bên kia có cái mương đó, rồi nó làm mỏi. Dạ. Con thấy có nhiều người anh ta hay đặt ống trúm á, chú Năm có biết đặt cái đó không chú Năm? Đặt lương á. Biết đặt mà do gắn yếu á, lội lặn rồi. Ít cái làm đó. Người ta cũng đi đặt mà nhiều khi. Dạ. Hồi đó con nhớ là người ta làm ống tre mà sau này người ta cải tiến người ta làm cái ống nhựa. Ống nhựa chứ nó chạy không bằng ống tre. Nó hôi ngủ á. Dạ. Thôi lên chỗ này dễ nè. Lên chỗ này dễ lên. Đó nó đổ. Năm cái à, năm cái giới. Nè đó. Wow. Nước, lương. Cá rô, trời ơi mấy cá rô này cũng mập ghê anh lộn. Ôi lương cái này bự. Ôi có cá thác lát nữa. Nó nói công nhận là mấy cá rô này nói gì đã mập lù luôn. Cua này là cua đá anh lùng. Cua đá. Cua cớm đó. Cua cớm hả? Cua đá nhưng mà nó phải tới mùa nước nổi là nó thành cua cớm. Mùa nước nổi là nó mềm á, nó mềm cái vỏ nó. Dạ. Yeah. Như mấy con này là cua đá nè, còn mấy cái con cua cái này là cua cớm hết. Sao mình phân biệt được? À mềm là nó mới lột, chưa là lột vỏ hay gì ha? Nó mới, nè, vậy là cua cớm. Cái lửa cua đó. Ê, lương, lương. Lấy cái thùng đi, lực lực. Lấy thùng cho ba mày bắt lương mới vô. Nè. Yeah. Ôi, nhiêu đây chắc lương cũng cả ký á chứ. Còn cua thì khỏi nói rồi, cua này chắc còn hơn ký. Lấy cái... Hôm nay vợ đựng vậy là cũng vui ha chú Năm ha? Dạ, này, đạt à. Đố anh với bắt cua vậy có gì nào bị kẹp không? Anh cầm đua cái càng nhỏ dễ kẹp. Vậy đó chứ cũng quất em hoài à. Giống như câu chuyện cá trê ngày hôm qua hả? Cá trê lấy giò đá hả? Cái thác lát mình cũng nhiều vậy. Anh đâu có thấy cá chốt đâu phải không? Vậy chứ chọt chọt nhiều khi nó ngậm nó đưa ngay chát luôn. Đúng rồi, tính ra cá chốt nó hay quá, nãy giờ mình dở dớn. À, được nghe em đi ha. Sao nghĩ mình chọt chọt cái ngay chát cái ngậm đó luôn. Chạch bỏ tủ lạnh. Lấy chút đựng ốc. Chạch bỏ tủ lạnh rồi mốt chú ở chiên xù không? Dạ. Xù chấm mắm mè. Nhiều thôi chứ cũng như cá chạch này chắc đường chuyện chục con. À thấy có con cá tràn nữa hay gì á. Chú Năm đó đó ở cá này. Tràn. Cá đó mắc tiền á. Cá đó mắc tiền. Hồi lúc trước thấy bên chợ bán nhiều chứ lúc này không thấy luôn á cô Năm. Dạ. Cũng hiếm. Dạ. Trời ơi con mà gặp hồi đó mình đi chài ngang trúng ngay cái luống của nó ở hả đi về. Dạ. Đổ ra một đống lộn cái dạ vậy đó mà toàn dạ, cũng đựng lương vậy đạt không. Dạ. U bọn lương à ba cái rổ thao rồi sao mà đâu hết trơn ngày nào cũng được gì vui ha chú Năm ha. Ừ. Bữa nào cũng được gì ngon lắm. Rồng trứng chứ rồng đó là vỗ nó mới ra. Ờ nhiều dữ vậy anh Lùng. Tính ra nhiều dữ nay tính giờ tính đâu chuyện chục con. Lộn lộn luồn cá. Cá bỏ thôi.
như mấy con này mà mình có muốn nuôi là nuôi cũng được hết rồi. Nuôi thì phải có cái bể cho nó. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.